Chiều ngày 19 tháng 8, đại diện nhà trường đã tham dự tọa đàm Hợp tác nhà trường và doanh nghiệp năm 2022 được tổ chức bởi Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có sự tham dự của tiến sĩ Phạm Thị Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Đối ngoại và Quản lý khoa học, Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Phó trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp cùng các cơ quan ban ngành, các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam và các doanh nghiệp Đài Loan. Buổi tọa đàm diễn ra với 5 báo cáo tham luận của các chuyên gia với chủ đề Thúc đẩy hợp tác Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp, hợp tác nhà trường, Want Want, tinh thần doanh nghiệp Đài Loan và triển vọng bồi dưỡng nhân tài tương lai, nhu cầu nhân tài tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số và hợp tác nhà trường, doanh nghiệp. Thông qua buổi tọa đàm, các cơ sở giáo dục Việt Nam và các doanh nghiệp Đài Loan cùng xây dựng nền tảng giao lưu hướng tới thúc đẩy sự hợp tác song phương và hỗ trợ tìm cơ hội việc làm cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong tương lai.